dạo qua các trang mạng về tin tức Biển Đông lúc này thì các bạn có thể thấy là đa phần có rất nhiều những cái ý kiến, nhận xét mà mang cái tính chất rất là cứng của dân cư mạng. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ điểm lại ba cái ý kiến nổi bật sau mà theo mình là cần thiết để nhắc đến. Là có nhiều bạn kiểu: sao không cho hải quân bắn chết mẹ chúng nó đi? Thì có ba cái lý do sau đây. Một là vì giàn khoan này về mặt lý thuyết thì nó mang ý nghĩa kinh tế. Thế nên nếu mà ta sử dụng quân đội ra đàn áp thì có nghĩa là ta bị mang tiếng là sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Tức là ví dụ như cả lớp bạn đang ngồi học này thì tự dưng có một thằng lớp bên cạnh nó sang nó ngồi ngay giữa lớp xong rồi nó làm trò. Thế là cả lớp bạn trông ra đấm nó. Thì như thế là không được, bởi vì nó sẽ là cái cớ để cho cái thằng đấy ngày hôm sau nó gọi hội nó quay lại. Ở đây cũng vậy, nó cũng sẽ là cái cớ để Trung Quốc sử dụng vũ trang. Hai là nếu ta mang quân đội ra đàn áp thì Trung Quốc chắc chắn sẽ sử dụng vũ trang, và lúc đấy thì khả năng cao là chúng ta sẽ thua. Và lý do cuối cùng đó là đi ngược với chủ trương của đất nước, tức là giải quyết trong hòa bình. Thứ hai là những cái comment kiểu: tẩy chay hàng Trung Quốc. Ok, tẩy chay. Xong rồi sáng hôm sau dậy thấy tin Trung Quốc tẩy chay hàng Việt Nam nhỉ. Lúc đấy thì tha hồ mà thất nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam tha hồ mà phá sản. Đến Mỹ còn khó có thể từ bỏ là cái sự phụ thuộc vào thị trường to lớn của Trung Quốc. Nói gì đến Việt Nam, Việt Nam đấu quân sự với Trung Quốc đã thua rồi, đấu kinh tế còn thua to nữa. Đấy là còn chưa kể về mặt thực tế, mình thách bạn nào có thể sống mà không hề sử dụng bất cứ hàng Trung Quốc nào trong vòng một năm thôi đấy. Thách kẹo luôn. Thứ ba là những cái comment kiểu: đờ mờ, tao mà gặp thằng Trung Quốc nào á, tao chém. Người dân nào cũng như nhau cả thôi. Đây thực chất là cuộc đụng độ đối với chính quyền, với chính phủ Trung Quốc, chứ không phải là với toàn thể đất nước Trung Quốc. Bạn thử nghĩ xem, bây giờ nếu mà người dân Trung Quốc cũng đờ mờ, tao mà gặp thằng Việt Nam nào là tao chém, thì chiến tranh là cái chắc còn gì nữa. Các bạn nên nhớ một điều là nếu mà các bạn làm như vậy thì tức là các bạn đang tự giết chết chính những đồng bào của mình đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Vụ bạo động ở Bình Dương vừa qua là một ví dụ điển hình cho cái sự việc này. Nhìn những cái hình ảnh đập phá, đốt xưởng, đốt công ty đã thấy đau một, thì nhìn những cái hình ảnh mà người dân hôi của, mỗi người 2-3 thùng trên tay thì còn thấy đau gấp 10. Mà nhìn những người này còn trông bình thản lắm, đéo hiểu nghĩ gì luôn. Thế này thì Trung Quốc cần gì dùng vũ lực? Chưa đánh đã thắng mẹ rồi. Mà nghĩ cũng buồn cười cơ. Mấy cái người này họ đốt phá xưởng của Trung Quốc, họ phá những cái nơi có người Trung Quốc làm việc, phá cả những cái chỗ mà có chữ Trung Quốc, vân 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 vân. Tức là họ phải kịch liệt phản đối tất cả những cái gì mà liên quan đến Trung Quốc. Trong khi mình cá là tất cả bọn họ ít nhất cũng đều có một thứ đồ made in China trên người. Thế thì đáng ra đây phải là một cuộc bạo động khỏa thân chứ nhỉ. Vậy trong lúc này chúng ta, những người trẻ, có thể làm gì để góp công sức? Chủ trương của đất nước là giải quyết trong hòa bình, nhưng nếu mà bị dồn ép quá đáng thì sẽ có một thái độ cứng rắn. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quốc tế, phải để cho quốc tế thấy rằng là trong vấn đề này, Việt Nam là nước bị bắt nạt. Tuy nhiên, vẫn tôn trọng luật pháp và các công ước biển quốc tế và muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, chứ không phải là giải quyết bằng vũ trang. Thế nên nhiệm vụ quan trọng nhất mà tất cả chúng ta, từ bé đến lớn, già, trẻ, gái, trai, đồng tính, lưỡng tính, vân vân, đều có thể làm là phải tuyên truyền cho thế giới thấy được điều này. Đây là cái cách thực tiễn nhất mà các bạn trẻ có thể làm để thể hiện cái tình yêu nước và góp công sức bảo vệ đất nước. Chứ còn đừng có thể hiện cái tình yêu nước một cách rất là vớ va vớ vẩn như một số những cái trường hợp như là một vài bạn trẻ lên đều mà cái giàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ thì là không được, ngang ngược trắng trợn này, phải có hành động kiên quyết này, không thể nhẫn nhịn được. Uầy, nói hay đấy. Ra đây chỉ vào bản đồ cái giàn khoan xem nó ở đâu xem nào. Ui sời ơi, đây gì? Mày chỉ ở Bắc Kinh rồi, thằng điên đấy. Xong rồi đến mấy cái thằng mà cứ kiểu quyết tử, quyết hy sinh, bla bla. Trong khi cái tên Facebook thì nào là thần chém gió này, yêu em suốt kiếp này, rồi những cái gì mà lằng nha lằng nhằng, nhìn nhố nhá nhố nhăng. Xong lại có những cái thằng thì xa đất hôm qua sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc thân yêu, thì đến hôm nay xa đất lại thành mẹ mấy thằng cảnh sát giao thông nhá. Rồi lại có mấy bố kiểu ở đâu ai nói gì về cái vấn đề này cũng kiểu trời ơi, chiến tranh thật thì chẳng chảy mẹ đâu, đến lúc chiến tranh chẳng chảy mẹ đâu, chiến tranh rồi ạ.
Xong nói xong, chạy thôi, đi đi đi. Quên. Rồi thì phải dạy cho Trung Quốc một bài học. Đấy, ra mà dạy. Hoặc là khi người khác ấp ảnh hay là nói một cái gì đấy mà mặc dù nó chẳng có liên quan bất cứ một cái gì đến Biển Đông, cũng vào kiểu tình hình Biển Đông đang nguy cấp mà giờ này còn ngồi để XYZ được à? Tình hình Biển Đông đang nguy cấp mà giờ này con ngồi đây được ạ? À? Các bạn đừng thể hiện cái tình yêu nước một cách lố bịch, sáo rỗng và không mang nhiều cái ý nghĩa thực tiễn như thế nữa. Cùng là một lời nói, một dòng chữ, hãy dùng chúng để tuyên truyền cho thế giới thấy rằng là trong chuyện này, ta là đúng, còn Trung Quốc mới là nước cậy lớn ăn hiếp bé, bất chấp luật pháp. Có được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế thì mới khiến Trung Quốc phải sợ. Chứ còn cứ mấy cái trò bạo động phá phách các công ty Trung Quốc ở Việt Nam, rồi hôi của người ta, hay kể cả từ chính dân mình như cái vụ sau đây, thì chả thằng nào nó làm sợ đâu, mà nó chỉ thêm vui thôi. Hãy đoàn kết lại để cho thế giới thấy rằng Việt Nam là một đất nước yêu hòa bình, nhưng chúng ta luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước.